Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Bất động sản là tốt, nhà đất Hà Nội. Với video này thì Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý vị hai căn thuộc dự án Phương Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Diện tích thì là 32m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng Đông Nam. Đặc biệt trong video này Ngọc Ánh quay căn này là căn lô góc, đường ngõ trước nhà như quý vị nhìn thấy. Ngõ trước nhà là được gần như là gần 3m mọi người nha. Và cách với trục đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 30m thôi mọi người ạ. Với cái căn nhà này đã hoàn thiện đầy đủ chỉnh chu, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà như quý vị nhìn thực tế đã được chủ đầu tư ốp đá granite. Và căn nhà này thì có thiết kế ban công mở hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Mặt tiền của ngôi nhà này là 3,5m. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra tới Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm nó chỉ khoảng tầm 150m thôi mọi người nha. Và với cái căn nhà này đi ra tới trục đường quốc lộ 21 nó cũng rất là gần, nó chỉ khoảng tầm 300m. Và cách với chợ xóm cũng như là xung quanh đầy đủ tiện ích, cách với lại trường Đại học Đại Nam là 500m mọi người nha. Và rất là gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Với vị trí căn nhà này, nếu như quý vị mà đi làm ở khu vực đường Quang Trung Hà Đông cũng như là đi lên Nguyễn Trãi Thanh Xuân thì rất là gần, vô cùng tiện ích. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này thiết kế 5 tầng như thế nào. Thì đây là phần mặt tiền của ngôi nhà 3,5m, cửa chính được thiết kế 2 lớp, bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Đây, với căn nhà này gần như hoàn thiện chỉnh chu, gần như là xong rồi. Và lô góc hai mặt thoáng, cửa sổ phía bên hông mở được. Đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà. Toàn bộ phần hoàn thiện của ngôi nhà thì gần như là xong xuôi rồi. Gạch lát nền cũng như phần sơn, thiết bị vệ sinh, trần thạch cao, cơ bản là xong xuôi, chỉ việc xách vali về và ở. Giá chào bán căn nhà này 2,3 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái tầm giá khoảng tầm từ 700 triệu cho tới 800 triệu đồng, quý vị đã có thể sở hữu cái căn nhà này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong khoảng tầm tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm quý vị nha. Tiếp nối với cái phần tầng phòng khách này thì quý vị nhìn thực tế ở đây, hệ thống trần thạch cao này, đầu chờ quạt trần đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ cho mình rồi nha. Phần phòng khách cũng rất là rộng và thoáng. Ở đây có một cái vách lam ngăn cách giữa cái khu vực cầu thang và phần phòng khách mọi người nha. Đó, để trang trí cũng như là cái phong thủy của ngôi nhà. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một cái khu vực phòng bếp. Đây quý vị có thể nhìn thực tế luôn là phòng bếp đã được hoàn thiện lắp đặt đầy đủ rồi. Chất liệu bếp thì là tủ gỗ và mặt bếp ốp đá granite màu đen. Xung quanh bếp là được ốp kính ốp bếp rồi. Phụ kiện bếp đi kèm lắp đặt đầy đủ chất liệu inox 304. Với cái diện tích 32m nhỏ nhắn xinh xắn quý vị ạ, cho nên là cái không thể đáp ứng được cho quý vị là phòng bếp riêng, phòng khách riêng, mà nó chỉ thực tế Ngọc Ánh quay như thế nào thì nó là như thế thôi mọi người nha. Quan trọng là vị trí. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một nhà vệ sinh phụ nữa, thì đầy đủ bồn cầu, lavabo cũng như hệ thống vòi xịt, vòi rửa và máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế là chất liệu gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang là ốp đá đen trắng. Vậy thì trên phía tầng trên thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng trên của ngôi nhà nha. Trên tầng của ngôi nhà này thì được thiết kế là một tầng một phòng rất là rộng nha mọi người. Đây mọi người có thể nhìn thực tế trên video giúp em. Phía trên tầng này thì chủ đầu tư lát gạch. Lát gạch kích thước là gạch 60-60 vân gỗ mọi người ạ. Và với cái lô góc thì như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, hai mặt thoáng. Đó, từ vị trí của ngôi nhà này đi ra tới Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm thì nó quá là gần luôn ý. Rất là gần, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ, trường, trường cấp 1, cấp 2, nói chung đi lại vô cùng thoải mái. Đây là ban công mở hướng ra phía bên ngoài được mọi người ạ, hướng nhà Đông Nam. Thì mọi người biết rồi, hướng mùa đông thì ấm mà mùa hè thì cũng rất là mát. Với cái phần hoàn thiện cơ bản, với cái căn nhà này nó cũng đơn giản, nó không quá cầu kỳ mọi người ạ. Tuy nhiên thì cái đáp ứng công năng thì nó không bao giờ là thiếu cả. Ở đây hệ thống trần thạch cao này, hệ thống đèn ngủ này, đấy, đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ với cái tông màu sơn là màu vàng nhạt mọi người ạ. Và cái hệ thống trần thạch cao theo kiểu giật cấp. Đấy,
Cái phòng ngủ thì là vân gạch, vân gỗ, nhìn nó cũng rất là ấm cúng. Ngoài ra phía bên trong căn phòng ngủ thì có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ bồn cầu, bình nóng lạnh, hệ thống sen tắm, gương tắm, lavabo đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Đầy đủ và chi tiết. Cửa phòng cũng vậy mọi người nha, cửa thông phòng cũng được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha. Với cái giá chào bán thì hợp lý của cái khu vực này, diện tích cũng như là đường ngõ rất là thông thoáng. Quý vị mà muốn biết thêm thông tin cụ thể hơn nữa thì cứ vui lòng gọi điện ngay để Ngọc Ánh tư vấn cho mọi người nha. Và mời bạn theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà để xem tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà thiết kế như thế nào nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì nó thiết kế gần như là giống hệt tầng 2, tuy nhiên nó chỉ khác một chút về cái gạch lát nền thôi mọi người ạ. Đó, còn đâu thì cửa sổ mở ra tứ phía luôn, rất là thoáng. Cái phòng ngủ này diện tích của nó cũng phải được tầm 17-18 mét vuông ấy mọi người ơi. Và cũng có cửa, cũng có nhà vệ sinh ở phía bên trong à. Đầy đủ hệ thống thiết bị vệ sinh cũng như hệ thống sen tắm. Các cửa nhà vệ sinh ở đây cũng đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài mọi người nhá. Nói chung với cái vị trí cái căn nhà này thì rất là thoáng. Quý vị nào mà đang tìm cái khu vực ở thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông thì cái căn nhà này rất đáng để quý vị cân nhắc nha mọi người. Đó. Đây là phía tầng 3 rồi. Vậy thì tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 4 của ngôi nhà nha. Với tầng 4 của ngôi nhà mọi người ạ, thiết kế như tầng 2, tầng 3 như vậy. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà đã có 3 phòng ngủ rộng rồi mọi người nha. 3 phòng ngủ rộng, 3 phòng vệ sinh rất là đáp ứng đầy đủ công năng. Tất cả trong các phòng ngủ này thì được chủ đầu tư đều lắp đặt sẵn ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi quý vị ạ. Đó. Căn nhà này đúng ra là chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Đây, ống chờ và áp chờ điều hòa sẵn sàng rồi. Mình chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Nhà xây rất là kiên cố, chắc chắn, cẩn thận. Với cái căn nhà này thì là lô góc rất là thoáng quý vị nha. Với cái vị trí lô góc thì cũng còn rất là ít thôi mọi người ạ. Nên là mọi người nếu như mà cân nhắc cái khu vực này thì vui lòng liên hệ ngay với Ngọc Ánh nhá. Đó, nhà vệ sinh ở phía tầng 4 đây. Nói chung thiết kế 3 tầng, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế nó tương tự như nhau mọi người ạ. Gần như là giống hệt nhau. Nó chỉ khác mỗi một chút về cái phần gạch lát nền thôi. Còn đâu thì cửa thông phòng cũng thế, thiết kế tương tự nhau. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới ngã Ba Ba La Hà Đông thì nó chỉ khoảng tầm 800 mét thôi mọi người ạ. Nói chung là hợp lý. Và phần cuối cùng mời người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà để xem cái tầng cuối cùng của ngôi nhà thiết kế nó có hài hòa hay không nha. Và trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau. Một khu vực để máy giặt ở đây mọi người nha. Đấy, khu vực để máy giặt này cũng như là có cái ổ cắm ở đây rồi. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Và trên tầng 5 này thì chủ đầu tư thiết kế như thế nào ạ? Có một phòng thờ và một khu vực sân phơi. Thì đây chính là phần phòng thờ của ngôi nhà mọi người nha. Đó, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà nói chung là khá phù hợp với cái diện tích của căn nhà cũng như là cái thiết kế, đáp ứng đầy đủ 3 phòng ngủ rộng, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Đây là phần sân phơi. Đây mọi người có thể nhìn thực tế phần sân phơi của ngôi nhà. Và nhìn có thể xung quanh với cái khu vực phường Phú Lãm này thì dân cư rất là đông đúc mọi người ạ. Gần với lại chợ Xóm, gần với lại ngã Ba Ba La, mọi người có thể đi làm trục đường Nguyễn Trãi. Quang Trung Nguyễn Trãi cũng rất là gần. Vậy thì quý vị nào nếu mà muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, tìm hiểu với cái hướng Đông Nam thì căn nhà này là một sự lựa chọn lý tưởng bởi vì nó là mặt ngõ thông thoáng mọi người nha. Mọi người vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để biết thêm nhiều thông tin chi tiết bất động sản hơn nữa. Thì quý vị vui lòng bấm đăng ký kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ Bất Động Sản Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.